Trưa nay 22 tháng 7, tại trước cửa số nhà 635C đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, người dân được một phen hoảng hồn khi một chiếc xe buýt mất lái lao lên vỉa hè, cuốn theo nhiều xe máy. Theo những người chứng kiến, chiếc xe buýt số 32 mang biển kiểm soát 29B02947 di chuyển từ Cầu Giấy về Kim Mã. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố. Theo ghi nhận, có khoảng 6 xe máy đã bị xe buýt đâm phải. Sau khi hạ gục nhiều phương tiện, xe buýt số 32 tiếp tục đâm thẳng vào cột đèn chiếu sáng trên đường Kim Mã mới dừng hẳn. Phần kính xe bị vỡ nghiêm trọng do lực tác động mạnh. Phía trước đầu xe buýt vẫn còn một số xe máy mắc kẹt lại. Khi xảy ra tai nạn, trên xe buýt có khoảng hơn 30 hành khách. Tuy nhiên rất may mắn là không có hành khách nào đi trên xe buýt lẫn người dân, người đi bộ trên vỉa hè khu vực này chịu thương tích.